Dấu hiệu bạn rất đa tình là Trap Boy hoặc Trap Girl phiên bản cập nhật. Tại sao đây là cập nhật là tại vì mình làm cái chủ đề này cực kỳ nhiều rồi, nhưng đây sẽ là một cái clip hoàn toàn là những cái dấu hiệu mới nha. Dấu hiệu đầu tiên đó chính là bạn trội cung song tử. Đây sẽ là cái dấu hiệu nó hơi tâm linh một chút, tại vì mình có nghiên cứu chiêm tinh thì theo cái khả năng quan sát chiêm tinh của mình, những bạn mà trội cung song tử thường sẽ bay bổng trong các vấn đề tình cảm và thường sẽ dễ ngoại tình tư tưởng. Mình không có đánh đồng hết tất cả nha. Thực ra là bất kỳ cung nào cũng sẽ có mặt tốt và mặt xấu thôi, nhưng mà thường song tử thì mang đầy đủ hết tất cả những yếu tố của một Trap Boy, Trap Girl nếu như không có khả năng tự giáo dục bản thân mình tốt. Dấu hiệu số 2, bạn xem tình yêu như là chiến tích. Càng có nhiều người thích bạn, theo đuổi bạn, yêu bạn, có thể bạn không yêu họ, nhưng bạn sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Trong tình yêu giống như là bạn chỉ đang muốn mọi người sẽ xoay quanh mình, mọi người đều yêu mình. Thích cái cảm giác được nhiều người theo đuổi thôi, chứ bạn không có muốn tìm tình yêu đích thực, không có muốn tìm một cái mối quan hệ nghiêm túc. Hoặc có một cái trường hợp khác, đó chính là lúc nào bạn cũng muốn đi tìm true love. Và bạn sẽ rất là dễ thay đổi đối tượng và rất là dễ cảm giác chán trong một mối quan hệ nếu như cái người đó họ không giống như cái trí tưởng tượng của bạn, hoặc là không giống như những gì bạn đang tìm. Hai trường hợp này có một điểm chung, đó chính là các bạn chỉ đi tìm cái sự thỏa mãn cho bản thân thôi, chứ các bạn không thực sự tìm kiếm một mối quan hệ mà các bạn sẽ cùng nhau đồng hành. Nên với cái dấu hiệu này thì gần như là khá là rõ ràng luôn, là các bạn sẽ rất là hay vô tình trap người khác. Vô tình hay cố tình mình muốn biết, tùy người, nhưng mà thường thì sẽ là rất là đa tình. Điều số 3, bạn quá lãng mạn. Bạn rất biết cách làm người khác vui và bạn hoàn toàn biết sức hút của mình là ở đâu. Nói thiệt nha, người lãng mạn, người có sức hút không có đáng sợ bằng cái người là biết mình có sức hút, biết mình lãng mạn. Quan trọng là người ta biết mình như thế nào và người ta sẽ tận dụng rất là tốt những cái điểm mạnh của mình. Không phải ai thu hút lãng mạn sẽ đều đa tình, nhưng thường những người có sức hút và biết lãng mạn, biết làm người khác vui thì sẽ lại thường có nhiều cơ hội với nhiều mối quan hệ, đâm ra là người ta dễ đa tình đó mọi người. Điều cuối cùng hoàn toàn ngược lại với những điều trên, đó chính là bạn rất yếu đuối trong cái vấn đề tình cảm. Cái sự yếu đuối nó khiến cho các bạn thiếu chính kiến trong cái vấn đề tình cảm vô cùng. Bạn rất là dễ bị dụ trong cái vấn đề tình cảm và bạn cũng rất là dễ thay đổi tình cảm của mình khi mà bạn gặp được một cái đối tượng tốt hơn. Cái sự yếu đuối và thiếu chính kiến trong bạn sẽ khiến cho bạn rất dễ dàng đưa ra những quyết định sai lầm.